Xin chào, xin chào. Giờ này chắc cả nhà đang đã ăn trưa xong xuôi rồi, lên ngủ trưa rồi, tranh thủ qua la tí nữa đó chị đẹp. Chị đã thấy nhiều chấm bài cho em nha. Hello, tổng chào các chị đẹp. Hello chị Hồi Diên này, chị Thuyên Phạm này, chị Kim Mo này, hello các chị nha. Hello, xin chào. Người này nó thấy em nhớ chấm bài nhá. Hello nè, chào mọi người nè. Đợi mọi người vô đông đông xong rồi em like luôn nha. Đây, mẫu sơ mi lụa này cực kỳ đẹp luôn này. Trời ơi, sơ mi lụa mặc lên người là ghiền lắm luôn á. Mát thiệt là mát luôn. Vải của nó đã gì đâu á. Hello, xin chào cả nhà. Chúc cả nhà một ngày đầu tuần thật là rực rỡ nha. Đầu xuôi đuôi mới lọt. Mới hôm qua là chủ nhật hè, bây giờ lại thứ hai, chả mấy mà hết tuần rồi. Mọi người chia sẻ nhá, chia sẻ cho em nhá, nhớ chị nào mà ăn cơm thì mình chia sẻ cho em phát rồi mình hãy đi ăn cơm nhá. Hello chị Yến Nhi này, hello các chị nè. Đây, hôm nay em sẽ bắt đầu với cái mẫu sơ mi lụa này nha cả nhà. Cái em đang mặc này là sơ mi lụa nha, rất là đẹp luôn. Nói chung á là chị nào mà đã từng mua sơ mi lụa ở bên em thì là biết rồi ha. Cái chất sơ mi lụa là rất là tuyệt vời luôn. Cái vải này thì mặc lên nó rất là mát. Mặc lên là cực kỳ mát luôn á, mát rười rượi luôn á, rất là thích luôn á. Đó, nó làm cái cổ cách điệu rất là xinh nha. Cổ làm viền thêu cực kỳ đẹp luôn. Cổ của nó viền 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 thêu này nè, có thêm cái sợi nâu ha, rất là xinh luôn. À, em sẽ có cho mình hai màu để lựa chọn, đó là màu trắng và màu kem nha. À, màu trắng thì nó không làm đơn điệu các chị ạ, nó làm thêm cái cổ viền kem nữa, rất là xinh luôn ha. Đó, tạo cho cái áo nó rất là xinh luôn. Rồi nó có cột dây nơ cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi em sẽ có hai màu cho mọi người lựa chọn, đó là màu kem và màu trắng nha. Màu trắng thì là có phối cổ kem nha mọi người. Rồi màu trắng và màu kem khoảng 55 kg đổ lại thì sẽ bận vừa em sơ mi lụa này ha. Giá của nó là 195.000 ha. Rồi, giá của nó là 195.000 em sơ mi lụa này nha. Chất liệu sơ mi lụa cực kỳ dày và đẹp luôn nha cả nhà. Có hai màu trắng và màu kem ha. Phi size là 55 kg đổ lại bận vừa giùm em. Mọi người đừng quên là chia sẻ bài giúp em nhá. À, quần tây chưa có nha người đẹp ơi. À, quần thì các chị phải đợi hơi bị lâu đó, bởi vì là quần thì em không có hứa trước được ngày về ha. À, chị nào mà nếu như muốn giữ hàng 1 tuần 2 tuần đợi quần về thì vui lòng chuyển khoản giúp em. Còn nếu như mà chị nào thì cho em đi đơn ha, không có giữ để đợi quần nha. Các chị lưu ý không giữ để đợi quần nha, bởi vì em không biết quần ngày nào về, cho nên là em không nhận giữ những trường hợp mà đợi quần đâu, bởi vì không có biết ngày nào hết. Hoặc là nếu như mà các chị muốn giữ đợi quần thì vui lòng là cọc trước giùm em ha. Rồi, áo em đang mặc đây là 195.000 nha các chị. 195.000, 55 kg đổ lại sẽ bận vừa, sẽ có cho các chị hai màu, đó là màu kem và màu trắng nha. Chất liệu là sơ mi lụa giúp em nha cả nhà. Chất liệu sơ mi lụa cực kỳ đẹp. Áo này form đẹp, tay của nó thì lê như này rất là xinh nha. Cổ thì làm viền và cột nơ cực kỳ đẹp luôn. Giá là 195.000, chất liệu của nó là sơ mi lụa nha cả nhà. Có hai màu cho các chị lựa chọn, đó là màu trắng và màu kem. Màu trắng thì nó có phối thêm một ít cổ viền kem nha các chị nha. Rồi, chị nào lấy cái áo này vui lòng để lại áo kèm màu giúp em nha. Em có áo màu kem và áo màu trắng nhá. Ai thích màu trắng lấy màu trắng, ai thích màu kem lấy màu kem. Màu kem này là một màu rất là đẹp luôn các chị. Màu kem này mặc lên cực kỳ tây luôn ha. Rồi với lại là màu trắng này ha. Rồi các chị chia sẻ bài giúp em. Sau đây em sẽ thử màu trắng cho cả nhà xem nhá. Chị nào thích cái áo này thì vui lòng để lại áo kèm màu kèm theo số điện thoại cho em nha cả nhà. Ha, rồi cái này là form dáng của nó rất là đẹp luôn nha. Chất liệu thì sơ mi lụa nha cả nhà. Những cái đường này thì về các chị giặt ra là ok, bởi vì là em vừa tháo ở trong bọc ra, cho nên là nó sẽ có những cái nếp gấp của nó, nhưng mà không vấn đề gì đâu. Đây này, các chị thấy cái đường ngang ngang là nếp gấp của nó này, nhưng mà về mình giặt là sẽ ok ha, không vấn đề gì đâu. Rồi em có màu kem và màu trắng nhá. Bây giờ em sẽ thử màu trắng cho các chị xem ha. Chị nào lấy cái áo này vui lòng để lại áo kèm màu giúp em. 195.000, phi size 55 kg đổ lại bận vừa giúp em nha. Rồi màu trắng nha cả nhà. Chị nào xem lại like thích mẫu nào thì chụp màn hình lại cho em nhé.
Đây là màu kem nha các chị ơi. À hello chị Úc Mai. À không, cái này là quen màu trắng chứ các chị quen. Màu trắng nhưng mà cái cổ của nó viền kem nhá. Cổ của nó là viền kem này, rất là xinh luôn ha. Giá là 195.000, 55kg đổ lại sẽ bận vừa ha. Chất liệu của nó là sơ mi lụa nhá. Đây, màu kem nhá. Màu kem cực kỳ tây luôn. Kem này là kem sáng nha các chị ơi, không phải kem tối, cho nên mình mặc rất là tuyệt vời luôn nhá. Đây màu kem, cái cổ viền của nó thì là thêu như thế này nhá. Cổ viền của nó thì là thêu. Rồi chị nào lấy cái áo này là để lại cho em áo kèm màu nhá. Em có áo màu trắng em đang mặc này, màu trắng cổ kem này. Rồi với lại là màu kem nha các chị nhá. Giá của nó là 195.000, phi size 55kg đổ lại bận vừa dùm em ha. Chất liệu là sơ mi lụa nhá cả nhà ha. Chị nào lấy cái mẫu này thì vui lòng để lại áo kèm màu giúp em nhá. Trước khi mà qua mẫu mới thì em có cái này. Em có cái mẫu. Chưa, mọi người đừng có lên đòi quần em nữa. Đến lúc quần về là không có chốt. Hay hỏi vậy thôi chứ lúc quần về đâu có đâu. Chứ quần là sắp về rồi đó. Còn áo sơ mi trắng có nơ cổ. Giá cái đó hết rồi nha chị. Sơ mi trắng mà có nơ là cái loại 170 hay là loại nào chị? Rồi đây, em còn một vài cái áo này nha các chị nha. Còn một vài cái áo hai màu. Áo khoác này thì lúc trước là bán giá 220, hôm nay sẽ sale cho. Cảm ơn Trần Thúy Nho, hôm nay sẽ sale cho mọi người với giá là 150.000 nha mọi người. 150.000 áo ngày hôm nay thôi nha. Áo khoác này nè. Áo khoác này đây, trước khi đứng lên cho mọi người. Áo em đang mặc còn nha. Áo em đang mặc là 195.000, sơ mi lụa nha cả nhà. Sơ mi lụa có màu trắng và màu kem nha. 55kg đổ lại thì sẽ bận vừa. Chị nào lấy trắng để trắng, lấy kem để kem dùm em nhá. Giá 195.000. Rồi cái mẫu áo khoác này này các chị. Đây bên ngoài của nó sẽ là dù cao cấp như thế này nhá. À có nơ còn nha chị, có nơ còn. Rồi ở bên trong nhá. Ở bên trong của nó này, các chị có thể thấy được là túi ở bên trong nhá. Đó, có một cái túi, hai túi ở bên trong này ha. Ok chị Nguyễn Ngân, kem đang mặc này. Rồi có hai túi trong nha các chị nha. Rồi cái lớp bên trong này các chị có thể thấy đây là vải nha. Đây là vải cho nên là mặc mùa hè đi nắng đồ ok nha. Thấm hút mồ hôi rất là tốt. Chị nào mà ở miền Nam mặc cái này đi nắng là tuyệt vời luôn này. Với tiết trời thu đông hay là hơi se se lạnh ở ngoài Bắc mặc cái này cũng rất là ok. Nó có hai túi trong nha. Logo ai đó là theo. Em sẽ có hai màu. Giá sale hôm nay là 150.000 nha các chị. Hiện tại là chỉ còn vài cái thôi, cho nên là em sale luôn 150.000 nha. Áo khoác này rất là đẹp luôn. Áo khoác là 150.000 nha cả nhà. Đó, rồi không có màu đỏ đô nha, chỉ có màu đen và màu xanh đen thôi. Rồi bên hông thì nó có dây kéo nha, túi ở hai bên thì nó có dây kéo nha các chị ha. Rồi cái này là 150.000 màu đen nha, màu đen và màu xanh đen nha các chị nha, đen và xanh đen. Ai lấy áo khoác đen thì để áo khoác đen nha, viết rõ AK cũng được, viết AK cũng được mọi người à. Với lại là áo khoác màu xanh đen nha. Áo khoác này là 55kg đổ lại bận vừa giúp em nha. Áo khoác này 55kg đổ lại bận vừa giúp em. Chị giá là 150.000, 55kg đổ lại bận vừa, hai màu đen và xanh đen nhá. Hai bên thì đều có túi như vậy ha. Chị nào lấy áo khoác thì vui lòng comment là áo khoác kèm theo màu giùm em nhá. Logo Adidas là theo này các chị. À form dáng rất là đẹp luôn ha. Tay của nó bo bo cũng rất là đẹp luôn ha. Không có góc vết nha người đẹp ơi. Rồi đây, cái mẫu này là logo đây là theo nhá, chỉ có màu đen và màu xanh đen thôi. Ship Sài Gòn là 20.000 ha, có thể kéo cao lên như vậy ha, cực kỳ xinh luôn. Áo khoác là 150.000, có hai màu đen và xanh đen ha. Chất liệu là một lớp này là dù này, lớp bên trong là vải bình thường ha. Vải của áo Adidas đó mọi người, nếu chị nào đã có từng có mặc vải Adidas đó là sẽ biết cái lớp này nè. Rồi cái này áo khoác này là có màu đen và màu xanh đen, 55kg đổ lại bận vừa. Áo khoác này là dành cho nữ nha. Rồi chị nào lấy áo khoác thì để áo khoác kèm màu giúp em nhé. Em có màu đen và màu xanh đen, 150.000, đằng sau nó có theo cái logo này luôn nhé. Có màu đen và màu xanh đen nha cả nhà, 150.000 thôi nha. Áo khoác này các chị ra ngoài là phải mua tới giá 200 mấy luôn á, nhưng mà em bán có 150.000 thôi. Còn cái sơ mi lụa mà em đang mặc đây nhá, để em nói lại chị nào vào sau này ha. Giá của nó là 195.000, có hai màu cho các chị lựa chọn nhá. Đó là màu trắng và màu kem. 195.000 nhá, 55kg đổ lại thì sẽ bận vừa. Chị nào lấy cái sơ mi lụa này vui lòng để sơ mi kèm màu giúp em. Em có sơ mi màu kem nhá và sơ mi màu trắng em đang mặc đây ha. Vải rất là dày luôn, 55kg đổ lại thì sẽ bận vừa ha. Rồi, chị đẹp nào lấy cái đấy thì vui lòng để lại comment giùm em nhá.
chỉ có hai màu thôi nha, không có màu khác. Nếu mà có màu khác là chị ơi, hiện tại là cái mẫu đấy là hết rồi, nó chưa, đang trên đường về nhá, phải khoảng ngày mai mới có chị ạ. Nếu mà chị ấy thì chị theo dõi like để chốt dùm em nhá, chứ hiện tại em không có sẵn hàng ở đây để cho chị xem. Ngày mai về cái mẫu đấy mà nó về hoa thêu khác nhá, không phải hoa thêu kia, cho nên là theo dõi like chốt dùm em nhá. Áo em đang mặc là 195.000 nhá, áo em đang mặc là 195.000. Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu khác cho cả nhà nhá. Áo em đang mặc là 195.000, chất liệu là sơ mi lụa nhá. Chất liệu áo em đang mặc là sơ mi lụa cực kỳ đẹp luôn. Nói chung là chất sơ mi lụa là mặc là bao viền rồi. Mọi người không có phải lo về cái chất liệu của nó. Chất liệu cực kỳ xinh luôn á. Có màu trắng nha, màu trắng em đang mặc này với lại là màu kem ha. Giá 195.000, 55kg đổ lại thì sẽ bằng vừa ha. Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu này cho các chị này. Đây em nói lại mẫu này nữa để em qua mẫu khác nha. Rồi cái mẫu sơ mi mà em đang mặc trên người là 195.000 nha các chị, 195.000 nha. Đây rất là xinh luôn. Rồi form áo đây nha cả nhà, form áo dài đẹp nha. Rồi mẫu này em sẽ có, mẫu này. Rồi mẫu này em sẽ có cho các chị là hai màu nha. Em sẽ có cho các chị là màu kem và màu trắng nha. Giá của nó là 195.000, phi size là 55kg đổ lại bận vừa giúp em nhá. Rồi cái này là form suông cực kỳ dễ mặc luôn. Đây là màu kem nhá. Và màu trắng em đang mặc trên người này ha. Phi size 55kg đổ lại vừa. Chị nào lấy áo màu nào thì vui lòng lấy áo kèm màu giúp em nhá. Chị Hạnh Quyên BT ok, chị áo em đang mặc nè. Rồi bây giờ em chuyển qua cái mẫu này nha các chị nhá. Cái mẫu mà em đang mặc này. Rồi cái sơ mi lụa hồi nãy là 195.000 nha các chị, có hai màu trắng và kem nhá. Chị nào xem lại like thích cái mẫu nào thì vui lòng chụp màn hình là gửi inbox cùng em ha. Rồi bây giờ em sẽ chuyển qua cái mẫu mà em đang mặc này. Cái mẫu này thì cực kỳ xinh luôn các chị ạ. Mẫu này là quá đẹp luôn rồi ha. Mẫu này là bật lên cực kỳ xinh luôn. Đặc biệt ở bên hông của nó này, nó có làm cái đường như thế này. Cho nên là mình mặc thì nói chung là yên tâm ha. Mà cái này là bao đẹp cho các chị luôn ha. Đó, cái hình rất là xinh luôn ha. Vải này thì cực kỳ mát luôn. Giá chỉ có 165.000 thôi. Em sẽ có 3 hình cho mọi người lựa chọn nhé. Em có hình con mèo em đang mặc trên người đây nhá các chị. Rồi hình mắt kiến này với là hình bông hoa nhá. Ba hình luôn, giá chỉ có 165.000 thôi. Cái đường viền viền của nó rất là đẹp luôn. 165.000 nha các chị. Đây, hình mắt kiến nhá. 165.000, 55kg đổ lại bận vừa. Cái này không phải là thun nha cả nhà. Vải của nó rất là đẹp luôn. Nói chung là vải này bận thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt và rất là dày luôn nhá. Vải này thì dày và nói chung là nó giữ form rất là tốt. Nói chung là form của nó mãi mãi là chỉ có như vậy thôi. Nó không có xòe ra được, cũng không có thụt vào được, cũng không có ấy được nha. Nó cứ vậy hoài luôn đó. Rồi hình mắt kiến nha. Rồi ok chị Khanh Nguyễn, áo em đang mặc này. Ok chị nha. Rồi đây, cái này nha các chị ơi. Rồi em có cho các chị hình con mèo nha. Hình em đang mặc là hình con mèo này. Rồi hình này là, hình này là hình mắt kiến nha cả nhà. Với lại là hình hoa nha. Với lại là hình hoa nha. Đẹp cực kỳ luôn. Phi size là 55kg đổ lại bạn vừa giúp em nha. Vải rất là đẹp. Hình hoa này, hình mắt kiến và hình con mèo nha. Đây, hình mắt kiến này các chị nha. Với lại là hình con mèo ha. Cực kỳ xinh luôn. Mình có thể đóng thùng như này hoặc là mặc bình thường được nha cả nhà. Form áo rất là đẹp. 165.000, 55kg đổ lại bạn vừa giúp em ha. Kiểu áo này mặc cực kỳ xinh luôn này ha. Con mèo nào, rất là đẹp luôn á. 165.000, 55kg đổ lại bận vừa nha. Ship từ 25 đến 30 tùy mọi người ở đâu nha. Đây, hình hoa này, cực kỳ xinh luôn này. Rồi, tiếp theo là hình mắt kiến ha. Rồi, một màu duy nhất thôi nhưng mà nó có nhiều hình nha. Một màu duy nhất nhưng mà nó có nhiều hình khác nhau nha các chị nha. Mẫu trước cho chị Hạnh Quyên về tìm. Rồi, chị nào lấy mẫu nào vui lòng để áo kèm hình kèm số điện thoại cho em nhé các chị.
để áo kèm hình kèm số điện thoại giúp em nhá. Em có hình con mèo em đang mặc trên người này nè, hình rất là dễ thương luôn ha. Cái áo này bận cực kỳ xinh, giá chỉ có 165.000 thôi, phi size là 55 kg đổ lại bận vừa. Cái hình mắt kiến này là nó theo vào ha, hình mắt kiến này rất là dễ thương luôn, có chữ này. Rồi nếu mà ai không thích cái hình mắt kiến hoặc là hình con mèo thì mình có thể hình hoa này ha, hình hoa này cực kỳ dễ thương luôn. 165.000 nhá, 55 kg đổ lại bận vừa này. Giúp em nhé. Rồi chị nào chốt nữa vui lòng để áo kèm hình kèm theo số điện thoại giúp em nhé. 50 kg mặc được nha. Rồi ok chị Nguyễn Tiến Đạt Nguyễn là con mèo này. Cái này em cũng không biết là chất gì nữa, nhưng mà nói chung là nó không phải chất thun đâu. Nó không phải là chất thun, nhưng mà cái kiểu của nó, vải của nó rất là đẹp luôn nhá. Vải này thì nó vậy thôi chứ nó không có độ co giãn, nhưng mà vải của nó rất là mát luôn. Chị nào mà từng mặc cái vải này rồi là cực kỳ thích luôn ha. Rồi ok chị Thu Nguyệt này, cái em đang mặc này. Rồi mẫu này có hình con mèo, hình mắt kính và hình hoa nha cả nhà. Các chị ơi, 165.000, 55 kg đổ lại bận vừa. Em nói lại hình, sau đó em sẽ có mẫu khác nha. Rồi, cái mẫu mà em đang mặc này có hình hoa nha cả nhà. Hình hoa này, rồi hình mắt kiếng này, với lại hình rồi chị Tuyền Huỳnh là hình mắt kiếng này, ok chị này. Với lại là hình con mèo nha. Giá của nó là 165.000. Rồi ok chị Tuyền Huỳnh này. Không, 56 kg không mặc được nhá. Chỉ khoảng 55 kg đổ lại thôi dùm em nha. 55 kg trở xuống thôi nha mọi người. 56 kg là không vừa đâu nha. Rồi, có 3 hình nha các chị. Hình con mèo, hình mắt kính và hình hoa nha. 55 kg đổ lại bận vừa. Rồi, chị nào lấy thì vui lòng comment hình áo kèm theo hình, kèm theo số điện thoại giúp em ha. Rồi, đợi em một lát nhé. À, hôm nay em đang xài màu đỏ cam nha người đẹp. Rồi đây, qua mẫu này nha cả nhà. Đây, cái mẫu sơ mi này cực kỳ đẹp luôn này. Ha, sơ mi này, nói chung là sơ mi trắng là một cái dòng sơ mi cực kỳ dễ mang đồ luôn. Sơ mi trắng thì các chị có thể mặc được với bất kỳ chân váy màu gì cũng ok nha. Riêng sơ mi trắng là cực kỳ dễ phối chân váy. Ví dụ như mình có một cái chân váy màu gì đấy mà mình không biết phải phối với cái màu gì cho nó hợp hết, thì mình cứ phối với màu trắng, bởi vì chắc chắn là sẽ hợp nha. Bởi vì màu trắng là màu hợp với tất cả các loại màu luôn, cực kỳ dễ mang đồ luôn ha. Rồi, cái áo em đang mặc trên người đây nha cả nhà, có cột dây nơ và nó có cái làm cái bèo bèo ở cái phần cổ như thế này, rất là đẹp luôn ha. Cái phần tay của nó cũng bèo, nếu như mà chị nào không thích cái phần tay bèo đấy thì mình có thể là săn lên như thế này nha. Áo này thì em chỉ có một màu duy nhất thôi, giá của nó là 185.000 nha cả nhà. Khoảng tầm 58 kg đổ lại sẽ bận vừa em này. Cái này là sơ mi tay dài dùm em nha, cột dây nơ nha. Khoảng 58 kg đổ lại bận vừa dùm em ha. Đó, rất là xinh luôn, 185.000 thôi ha. Tay của nó thì bèo bèo như thế này, nếu ai không thích thì mình săn tay lên bình thường thôi ha. Đó, có thể mặc được rất là nhiều kiểu luôn. Cái phần cổ của nó này cực kỳ đẹp luôn. 58 kg đổ lại bận vừa dùm em nha cả nhà. Rồi, áo này thì form dài đẹp nhá. Form dài đẹp các chị yên tâm ha. Đó, rất là xinh luôn ha. Rồi, cái áo màu trắng này thì đi làm là quá tuyệt vời luôn rồi ha. Đó, rồi chị nào lấy áo trắng thì vui lòng để lại áo trắng dùm em nhé. Rồi ok, người đẹp Phương Lê này. Phương Lê 3 số 1 đúng không? Áo này là 185.000, vải rất là dày luôn nhé. Rồi chị Thùy Dung Nguyễn 296 là màu trắng này.
185.000 nha cả nhà. Ô chị Phương Lê 212 à? Ủa? Ừ ha. Em biết rồi, em biết rồi. Tại em thấy cái vàng vàng á, em tưởng chị kia kia. Rồi, ai lấy áo trắng nữa, có mình áo trắng giúp em. Rồi đây là form áo nha cả nhà. Đây là form áo nha. Mọi người yên tâm, form áo dài đẹp ha. Cái này thì cái sơ mi trắng này bận đi làm quá là dễ luôn rồi ha. Cực kỳ xinh luôn. Rồi chị nào lấy cái sơ mi trắng này thì để là trắng kèm theo cho em số điện thoại nhá. Rồi ok, chị Mon Su Su là màu trắng này. Không biết đơn chị Mon đi chưa chứ. Ship đã đi mất rồi. Rồi, em qua tiếp mẫu khác cho cả nhà nhé. Ui, cái mẫu cổ còn một cái màu trắng nhưng mà cái cổ của nó khác. Hết rồi chị ơi, cái áo này hết rồi. Còn một cái màu trắng nhưng mà cái cổ của nó khác. Cái cổ của nó là viền như thế này, nhưng mà nó màu trắng luôn. Chị Mai Thảo ơi, cái này hết rồi. Nhưng mà bây giờ còn cái này này. Bây giờ còn cái thằng này này. Cái thằng mà cái cổ của viền như thế này, tay của nó lỡ lỡ. Để em đi thử coi. Đây còn cái thằng màu trắng nhưng mà cổ nó viền viền như thế này nè. Đấy, còn cái thằng màu trắng nữa thôi. Ui, cái này sơ mi lụa nha cả nhà. Cái thằng màu trắng này là 195 nha. Cái em màu trắng này là 195 ha. Màu trắng mà cổ nơ này này, tại vì cái này là sơ mi lụa nhá. Cái này thì phía trước thì chắc sơ mi dày. Dài tay. Rồi, đẹp cực kỳ luôn. Rồi còn một em sơ mi lụa này màu trắng này, chị nào lấy cái này để trắng lụa dùm em nhá. Cái này là trắng sơ mi lụa nhá. Tay lỡ lỡ này, 195.000 chất sơ mi lụa ha. Cái này form cũng dài đẹp bình thường thôi, nhưng mà cái cổ cài, còn cái này cổ chui ha. 195.000, cái này là sơ mi lụa ha. Đó, cái này là sơ mi lụa này. Rồi chị nào lấy cái sơ mi lụa này thì để trắng lụa dùm em nhá. Này để trắng sơ mi lụa dùm em này, 195.000. Cái loại này thì 55kg đổ lại bận vừa thôi nhá. Rồi em qua mẫu khác cho các chị nhé. Rồi đây nha mọi người ơi, em chuyển qua cái mẫu này nhé. Rồi ok, chị Ly Nguyễn là sơ mi lụa này. Chị ơi, có gì nghe điện thoại để bên em chốt đơn dùm với nha. Hôm nay á, để bên em gọi chốt đơn nha. Chị lấy cái sơ mi lụa trắng này đúng không? Đúng thì ok dùm em nha. Đi Liên Nguyễn 953 này. Ok người đẹp. Gọi liền đi. Không, đang chốt đơn ở ngoài á người đẹp ơi, chú gọi liền được đâu. Nhưng mà chắc chắn là hôm nay sẽ gọi điện chốt đơn cho chế đó. Rồi bây giờ em sẽ chuyển qua mẫu này nha cả nhà ơi. Hả? Đây cái mẫu này nè. Mẫu này thì các chị có thể mặc không như thế này nhá. Nó có con mèo thêu ở đây nè. Có con mèo thêu ở đây này. Mỗi cái thì nó có một cái dây cột như thế này cho cả nhà nhá. Dây cột như này. Cái mẫu này chỉ có một màu trắng thôi. Nói chung là sơ mi trắng là rất là tuyệt vời rồi. Bận cực kỳ dễ luôn. Mà nếu mà ngày nào mà tự nhiên mình thức dậy mà mình không biết phải mặc cái gì hết, thì mình sẽ mặc một em sơ mi trắng đi làm là tốt nhất ha. Vừa đẹp mà lại vừa không có kén dáng người nữa. Rồi cái mẫu này là 185.000, 58kg đổ lại bận vừa nha cả nhà. Tay của nó là tay dài. Cái phần tay của nó cài nút đơn giản như thế này thôi nha. Rồi cái mẫu này là 185.000 nha các chị nha. Vải rất là dày luôn rồi. Màu trắng em mặc lên dày là các chị thấy rồi ha. Rồi cái này là một màu trắng thôi nha. Nên chị nào lấy cái này thì để lại cho em mã số 4 nha. Cái này là mã số 4 đấy các chị ơi. Comment mã số được rồi nha. Chứ không trùng phải lại trùng lại với lại cái trắng kia. Nó có một cái dây nơ nhá. 58kg đổ lại bận vừa giùm em ha. Ai lấy cái này thì comment cho em mã số 4. 185.000, 58kg đổ lại bận vừa giúp em nha. Nó có một cái con mèo thêu ở đây kèm một cái sợi dây nơ đính ngọc như thế, rất là xinh luôn ha.
Rồi chị Tú Thương ơi, chị hỏi cái người mà bên em điện thoại chốt hàng á, có ai điện thoại chốt hàng mà đặt hàng trên mạng mà nói là bây giờ ship vào chủ nhật thôi tôi mới nhận được, còn những ngày khác thì tôi không có nhận được, cho nên là đừng có ship. Đó, chị hỏi cái người gọi như vậy đó, thì gọi như vậy thì làm sao mà gửi hàng được, mà hàng đâu mà có mà đòi. Nên em không có gửi cái gì hết trơn á, em không có gửi một cái gì cho chị hết. Tự nhiên gọi điện thoại chốt hàng, chị Mai Thảo ok. Người ta thì làm giờ ngày hành chính, giờ hành chính mình sẽ nói là chỉ có ship chủ nhật mới nhận được thôi, những ngày khác không có nhận được, cho nên là em không có gửi cái gì cho chị hết ha. Rồi chị Mai Thảo này, mình đặt hàng thì nhiều khi hàng nó bị này bị kia, nó tới đúng nhưng mà mình cũng phải du di đi, nói chung là mình phải trừ trường hợp này trường hợp kia. Cái này 58 kg thôi nha, đây là form áo nha cả nhà, thế cho nên là không có thể nào mà nói chuyện kiểu ngang tàng như vậy được. Tuyên bố một câu xanh dần là tôi chỉ nhận hàng được vào chủ nhật thôi, có phát được thì gửi mà không phát được thì thôi, thì không phát được cho nên em không gửi nha. Đó, rồi cái này là form áo rất là đẹp luôn nha, form áo cực kỳ đẹp luôn, cho nên là không có trách ai hết đó, trách mình thôi. Giờ hỏi em là chỉ phát hàng à, tôi chỉ nhận hàng là chủ nhật thôi, có phát được thì gửi mà không phát được thì thôi, thì không phát được nên em không gửi. Rồi ok, chị Hoài Thương là cái em đang mặc này rất là đẹp luôn nha cả nhà, nếu như các chị không cài cái nơ này cũng ok nhé, không cài cái nơ này cũng được ha, cài cái nơ này cũng được. Mẫu này em chỉ có một màu trắng duy nhất thôi nhá, giá là 185.000. đây chị nào mà xem lại like nhá, thích cái mẫu con mèo thêu này, nó chỉ thêu một cái họa tiết rất là đơn giản ở đây thôi nhé, cực kỳ đẹp luôn, giá của nó là 185.000, 58 kg đổ lại sẽ bận vừa em này ha, sơ mi trắng cực kỳ đơn giản luôn. Em sơ mi này các chị có thể mặc đi bất kỳ đâu ha, đi làm hay là đi chơi nhá, đi chơi cũng rất là đơn giản luôn đó, hoặc là đi dự một cái tiểu của công ty á, cái event sự kiện gì đó ha, mình mặc cái này với một em chân váy thì cũng rất là xinh luôn. Dòng sơ mi trắng thì cực kỳ dễ mang đồ và không có kén da nhé, ai đen ai trắng mặc màu trắng đều được hết, không có quan trọng là màu da như nào. Giá là 185.000 nhá, 58 kg đổ lại thì sẽ bận vừa dùm em ha. Đấy, rất là xinh luôn. Cái tay của nó thì là tay dài và cái nút bình thường thôi ha. Nơ thì là nơ rồi. Chị nào lấy cái này thì vui lòng để lại cho em mã số 4 kèm theo cho em số điện thoại ha. Chị Hoài Thương nè. Rồi chị Mai Thảo lấy em trước rồi. Rồi chị nào lấy áo em đang mặc nữa thì báo giùm em nhé. Lấy áo em đang mặc nữa thì comment mã số 4 kèm theo số điện thoại giúp em nha cả nhà nha. Chị nào xem lại thích cái mẫu này thì chụp màn hình gửi inbox cho em ha. Rồi bây giờ em sẽ chuyển qua một mẫu thun như này đi, một mẫu thun cho nó mới lạ. Rồi đây bây giờ chuyển qua mẫu thun như này cho các chị nhé. Một sơ mi trắng tay lỡ 195. Chị Nhung Trần ơi, trắng tay lỡ à? Em còn cái loại trắng cổ kem này nhá, nếu mà chị được thì chị ok dùm em nhá. Giống cái màu trắng hồi nãy nhưng mà nó tay lỡ. Chị gì đấy, Nhung Trần này ha. Giống cái màu trắng em mới thổi nãy nhưng mà nó có cổ màu kem như này nhá, còn tay với lại là các thứ giống nhau hết, thì nó cái cổ màu kem thôi. Nếu mà được thì ok báo dùm em nhá. Với lại cái em có màu kem nữa, 195.000. Cái đó là sơ mi lụa nhá, cái này là sơ mi lụa giùm em nhá, chất sơ mi lụa rất là đẹp luôn ha, có màu kem với lại là màu trắng mà nó hút một tí cổ kem vào này ha, trắng cổ kem. Rồi ok chị nhá. Rồi ok chị Nguyễn Trần này. Cái đấy sơ mi lụa vẫn rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ em chuyển qua mẫu này nha các chị ơi, em chuyển qua mẫu này. Cái mẫu này là thun nha cả nhà. Mẫu em đang mặc này là thun nha. Cái này là thun hàng Quảng Châu, thun lạnh nha cả nhà. Giá là 160.000 ha.
Đây, những cái họa tiết này là nó đính ngọc lên và cái hình này là nó may vào nha. Cái hình này là nó may theo vào nè. Đây các chị thấy không, cái đồ may của nhỏ nhỏ của nó này ha. Nó may cái này vào nên các chị yên tâm nhé, không có sự bong chóc ha. Rồi, cái trên chiếc giày này là nó đính những cái hạt ngọc ha. Đính hạt ngọc rất là đẹp luôn. Cái này khoảng 57kg đổ lại bận vừa nhá. Tại vì cái này chất thun co giãn hả cả nhà. Thun này là thun ôm body nhá. Đó, tay ngắn rất là đẹp luôn ha. Rồi có hai màu trắng và đen, giá là 160.000 nhá. Giá là 160.000, phi size 57kg đổ lại bận vừa ha cả nhà. Có màu trắng và màu đen nhá. Chị nào lấy thun trắng để thun trắng, lấy thun đen để thun đen giùm em nhá. Áo thun này thì form dài đẹp bình thường, khoảng 56-57kg đổ lại sẽ bật ok nha. Cái này là thun ôm body cho nên là nó sẽ ôm body của các chị ha. Đó, rồi ok chị Thảo Linh. Còn cái màu trắng này, đính ngọc nha. Chị Nhật Lan Trương là màu đen ok. $160.000 nha. Hoàng Thúy Hoàng là thun trắng này ok nhá. Chị Mai Thảo là thun trắng này. $160.000 nha các chị. $160.000. Khoảng 56-57kg lại vừa. Cái này là thun co giãn nha. À, ba lỗ nào chị ơi? Mẫu nào? Mẫu màu xám á hả? Còn nha. Rồi còn màu trắng với màu đen nha cả nhà. Lấy thun nào vui lòng con mình thun kèm màu giúp em này. Em có thun màu trắng và thun màu đen nha. Rất là đẹp luôn á. Thun này có giãn, thun này là thun lạnh nha cả nhà. Nói chung là mặc mát lắm và rất là xinh luôn. Cái thun này nó đơn giản nhá. Ui hello người đẹp Diệu Nhi này. Trời ơi lâu quá mới thấy lên chấm like của tụi mình cái luôn á. Thiệt tình luôn á. À, em đang xài son hôm nay màu đỏ cam nhá. Nhưng mà son hiện tại là em hết rồi. Mà em đang đặt hàng nhá. Em đang đặt hàng, không có hứa khi nào về lại được. Em đang đặt hàng bên nhà sản xuất cho nên là mọi người phải đợi em nhá. Tại vì cơ sở sản xuất của nó ở ngoài Bắc lận cho nên là son em phải đặt. Thế nên là bây giờ là son tạm thời em đang hết hàng. Hình như em chỉ còn có 1-2 cây thôi mà em không nhớ là màu gì hết. Cho nên là em không có tư vấn son được nhá. Hiện tại là em ngưng em đang đặt hàng nha. Em nếu mà chị nào thích thì mình vẫn cứ đặt trước đi, nhưng mà hàng về là em báo nha. Màu đen, màu nâu còn nha, màu đen là hết rồi. Cảm ơn chị Hằng Hóa Mỹ. Tại vì cái cơ sở của nó ở ngoài Bắc lận mà em đang đặt hàng, đặt với số lượng lớn cho nên là cái son nó sẽ về lâu một chút xíu. Chắc cũng phải mất là 4-5 ngày. À chị Như Như, đây là chị Như Như. Ủa, chị Như ơi, hình như là chưa có đưa hàng cho chị Như đi ship rồi. Tại em đang kiếm cái địa chỉ nhà bè của chị á. Không, em mới kiếm ra hồi nãy. Nhưng mà thằng ship nó đi mất rồi nên chắc là chưa ship hàng cho chị được. Chị lấy thêm cái áo đen này nè. Ê lấy thêm đi. Đang kêu đổi nhưng mà thôi lấy thêm đi. Cái này màu đen với màu trắng nha. Cái này màu đen với màu trắng, họa tiết của nó. Cái ngọc này là nó đính vào nha, chứ nó không phải là dán nha các chị nha. Đính vào không phải dán nha. Rất là chắc chắn luôn á, cái này không có phải dán. À, chị Huyền Quý Tộc, chị nhận được hàng rồi, rất đẹp, rất ưng ý. Cảm ơn tình yêu. Đây, em quay cho các chị một cái mẫu này nữa này. Cái mẫu này cũng rất là đẹp luôn nha. Mẫu này mà các chị không chốt là hơi bị phí luôn á. Cái mẫu này nó rất là đẹp luôn. Mẫu này thì chỉ có hai hình thôi. Mẫu này rất là đẹp. Em đảm bảo rất là đẹp. Nói chung cái vải này nó đẹp tuyệt vời luôn các chị. Cho nên là mình phải chốt. Mình phải chốt cái mẫu này cho em. Bởi vì cái mẫu này nó rất là đẹp. Bao nhiêu ký vậy? Cái mẫu này á, lâu rồi em đi làm mà không đánh. À đi làm hả? Đơn thứ 7, đơn bữa thứ 7 là gửi tổng đơn là đi rồi nha. Có giữ lại cái đầm kia nha. Như mà người đẹp dặn em á ha. Nói chung là dặn sao là em làm y chang vậy đó. Nha. Còn không có rảnh thôi, chịu thôi chứ giờ sao, các chị bận đi làm mà. Thôi đi làm kiếm nhiều tiền. Kiếm nhiều tiền bắt đầu ủng hộ em.
Đây em qua cái mẫu này đẹp lắm nha cả nhà. Cái mẫu này rất là xinh luôn nè. Cái mẫu này em ơi, cái mẫu này vải của nó rất là đẹp luôn á, vải đẹp cực kỳ luôn. Cái mẫu này nó làm cách điệu á rất là đẹp luôn. Cái hàng núc này là hàng núc giả thôi nha. Cái mẫu này là khoảng 58 kg đổ là bận vừa dùm em nha cả nhà. 58 kg đổ là bận vừa, giá là 165.000 nha. Ok chị Dung ốc để lại số điện thoại để em chốt đơn nha. Rồi hoặc là có thể chụp hình cái đấy gửi vào inbox cho em ha. Rồi cái này là có hình hoa nha. Hôm nay em không lên chân xòe rồi người đẹp ạ. Nếu mà người đẹp muốn chân xòe thì người đẹp tối nha. Tại vì đơn bây giờ em cũng chưa có chốt mà ngày mai em mới chốt. Thì có gì bây giờ chưa xem được thì tới tối nha. Tối xong rồi xem ha. Xong rồi mình lựa thêm ha. Rồi đây cái mẫu này nha các chị ơi. Hình của nó rất là đẹp luôn nha. Hình hoa này, hình hoa. Em khỏi đó kia nha, tại em không thể như gửi luôn đâu. Cũng được, vậy có gì để mai mốt em trừ tiền sửa cho người đẹp nha. Cảm ơn người đẹp nhiều nha. Có những người dễ thương dễ trên đời luôn đó trời. Rồi cảm ơn nhiều nha. Cái này em có hình cô gái nha các chị, với lại hình hoa nha. Hình cô gái mà hình với lại hình hoa 58 kg đổ lại bận vừa, giá là 165.000 nha. 58 kg đổ lại bận vừa. Cái này nó làm hàng núc giả. Rồi cái vải này nó có hơi độ co giãn nha. Ok chị có thể em nói shipper đến cầu Phú Xuân gọi chị ra lấy. À, chị ơi ngày mai được không? Ngày mai em ship được không? Hôm nay ship nó đi mất rồi mà em vừa mới kiếm ra địa chỉ nhà bè của chị á. Tại vì em chụp hình xong em quăng đâu em không biết rồi em mới kiếm ra. Nha. Có gì ngày mai em giao nha. Lựa thêm cái nữa đi rồi em giao. Cái này là hàng núc giả nha các chị. Cái tà thì tà ngắn tà dài rất là đẹp luôn nha. Em có hình cô gái cho cả nhà lựa này ha. Ok chị Dung ốc. Rồi với lại hình hoa nha. Hình cô gái với lại hình hoa. Ai lấy hình cô gái comment hình cô gái, ai lấy hình hoa thì comment hình hoa nha. Chào ngày đẹp chứ ngọc nở. Rồi chị nào, cái này là 165.000 nha các chị. 58 kg đổ là bận vừa. Cái vải này mát lắm nha. Cái vải này rất là mát luôn, đẹp tuyệt vời luôn á. Rồi, ok, tình yêu. Rồi chị nào lấy cái này vui lòng comment áo kèm hình cho em nhá. Em có hình cô gái với hình hoa này các chị. Hình cô gái và hình hoa nha. Phi size 58 kg đổ là bận vừa. Cái áo này vải của nó rất là đẹp luôn này. Ha, em cũng không biết cái vải này là vải gì nữa nhưng mà vải này rất là đẹp ha. Các chị nhìn gần cái sợi vải của nó này. Ha, nó rất là mướt luôn mà rất là đẹp luôn á. Vải này bận lên là cực kỳ mát luôn. Cái này hàng núc của nó hàng núc giả thôi nha. Làm rất là xinh luôn, làm kiểu áo này kiểu rất là lạ mới luôn nha. Chị nào mà xem lại cái like á, thích cái mẫu nào thì mình chụp màn hình lại mình gửi cho em ha. Đây 165.000, 58 kg đổ lại bận vừa dùm em nha. Có hình hoa với lại hình cô gái. Chị nào thích hình nào thì vui lòng để lại áo kèm hình cho em ha. Để lại cho em áo kèm hình này, cực kỳ xinh luôn. Ok người đẹp heo sumo là áo cô gái này. Cái này có cô gái với lại là hình hoa nhá. Cái áo này vải đẹp lắm, vải này bận bao ghiền luôn á. Vải có giống áo sắp nách. Dạ vải giống nha chị nha. Vải nó tựa như cái áo sắp nách với lại cái áo hoa đó, nó chung một vải hết nha. Nhưng mà nó làm kiểu này kiểu kia, cái vải nó rất là đẹp luôn. Vải đó bận thích lắm. Vải mát mà. Cực kỳ mát luôn á. Rồi hình cô gái nha, hình cô gái với lại là hình hoa nha các chị. Chị nào không thích hình cô gái, ok chị Mộng Thu Phạm này là một cái hình em đang mặc nha, hình cô gái nha. Cái vải này rất là đẹp luôn á. Áo trắng thun mới nãy còn nha chị nha, áo trắng thun mới nãy còn. Đây này, cái hình cô gái này rất là đẹp luôn nha. Với lại hình hoa. Ai không thích cô gái thì mình lấy hình hoa như này vẫn rất là xinh. 165.000 thôi nha. Chỉ 165.000 một em này thôi. Linh ơi áo ba hoa màu trắng của em kiếm ra chưa? Chưa chị ơi, không có biết được luôn á. Em không biết giờ nó ở chỗ nào luôn á. Bó tay luôn á. Chị coi lựa cái khác giùm em được không? Chứ cái đó lỡ em. Nhiều khi em ok mà lúc đó hàng hết rồi mà em chưa không biết đó. Cái này hình hoa nha, hình rất là đẹp. Không thì người đẹp lựa cái khác giùm em cũng được. Có nhiều áo đẹp mà, trời ơi bên em đầy áo đẹp luôn đó. Đây là hình hoa nha cả nhà. Có hình hoa với lại hình cô gái. Ok chị Lê Thị Mimi. Cái em đang mặc hình cô gái đó nha. Em vừa mới xỏ cái hình hoa cho tôi đó. Cho nên là áo trắng thun đấy là khoảng 56 kg đổ lại nha. Cái đấy là thun all body nha. Lựa cái khác dùm em đi. Có gì nhận trước hai cái đi. Còn cái áo hoa trắng đấy em không biết khi nào nó về lại nữa. Hoặc có thể là không về. Hay lựa cái khác giúp em đi người đẹp thân yêu.
chị gì nữa nhở, lanh ly xinh đấy. Giờ em cũng biết nó nằm ở góc nào nữa, em không biết sao luôn á. Vậy gửi cho em hai cái áo sơ mi trước. Rồi ok, vậy nhận đỡ giùm em hai cái áo sơ mi trước nha. Về mình thấy đẹp rồi có gì mình lựa tiếp, mình ủng hộ em ha. Ok không? Ok nhớ. Thôi mọi người em nghỉ đây, tại vì là hôm nay em vừa mới đi nắng về, nó rất là xoàng luôn á. Vẫn muốn like tiếp nhưng mà thật sự là rất là không ổn. Thế cho nên là xin phép được nghỉ. Tối nay nhá, tối sẽ lên like lâu. Ok tình yêu. Son thì tạm thời là hết rồi các chị ạ. Hình như là còn đâu 1-2 cây ý. Cho nên là chị nào muốn mua son thì có gì inbox em nhá. Inbox đi chứ ở trên live thì em không biết nó còn màu gì nữa. Nhá, có gì inbox cho em. À rồi thôi, bây giờ em nghỉ đây. Mọi người có gì chị nào xem lại live mà thích cái mẫu nào ý, thì có gì mình sẽ chụp màn hình lại xong rồi mình gửi cho em ha. Chụp màn hình lại xong gửi cho em ha. Mẫu nào cũng được. Mọi người lưu ý là xem mấy cái live tối là 8 giờ nha. Mọi người xem mấy cái live mà đừng có xem mấy cái live mà lâu quá nha. Xem mấy cái live gần đây nhất thôi, ví dụ khoảng 2-3 ngày gần đây thôi. Thì khả năng những cái mẫu của nó là còn là rất là cao. Bởi vì là em châm hàng về hàng liên tục á. Còn những cái mẫu mà đã lâu quá rồi thì em ít khi nào em về hàng lại lắm. Chỉ có những cái mẫu mà ví dụ đang bán này, hoặc các chị đặt này, hoặc là nhiều người đặt thì em sẽ về liên tục ha. Còn còn áo trắng cổ, áo trắng cổ hồng không Linh? Áo trắng cổ hồng hết rồi chị ạ. Chị Thi Thành ơi, nếu mà chưa gọi là chưa gửi đâu người đẹp ạ. Hình như sáng nay chị mới bổ sung cho em số mới mà. Em chưa có ấy đâu nên là chắc chưa gọi tới đâu chị ạ. Nhá, xem lại like có gì chụp màn hình gửi inbox cho em ha. Tạm biệt mọi người.